Những người thường xuyên dùng mạng xã hội có thể dễ dàng nhận thấy sự xuất hiện của các video đường link quảng cáo trò chơi cờ bạc trực tuyến. Những đoạn video quảng cáo đó đã vi phạm nghiêm trọng luật quảng cáo năm 2012, cấm quảng cáo hàng hóa dịch vụ bị cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật. Bộ Thông tin và Truyền thông cũng từng công bố sai phạm của hai nền tảng mạng xã hội là Facebook và YouTube, trong đó có quảng cáo các trò chơi cờ bạc trực tuyến. Nhưng hành vi vi phạm vẫn diễn ra dưới nhiều hình thức. Tài xỉu, cá độ, sóc đĩa, bắn cá. Đây là các trò chơi cờ bạc được quảng cáo công khai trên các nền tảng mạng xã hội như là Facebook, YouTube, TikTok. Bên dưới bài đăng, chủ tài khoản đính kèm đường link để mời chào người dùng vào các hội nhóm cờ bạc kín hoặc dẫn link sang các trang web cá độ trực tiếp. Các quảng cáo thường có sự xuất hiện của những cô gái ăn mặc khêu gợi, mời chào người dùng vào chơi kèm theo hướng dẫn. Mình thường gặp trong trường hợp mình lướt Facebook thì các quảng cáo thường xuyên xuất hiện với cái nhãn mác là được tài trợ. Và trong khi mình lướt TikTok thì cũng bị dính những cái video đấy. Tần suất mà những cái quảng cáo thì nó chạy rất là nhiều. Và mình không thường hầu như là những cái quảng cáo đấy thì nó không liên quan đến cái mà mình xem ấy. Thì mình thường là không có nhu cầu và mình cảm thấy rất là khó chịu. Ngoài ra thì còn rất là nhiều khuyến mãi. Có nhiều hình thức để phát tán các quảng cáo này. Chẳng hạn như chèn vào giữa các đoạn phim trên các nền tảng mạng xã hội hay các trang xem phim lậu. Livestream lậu những trận bóng đá rồi gắn quảng cáo. Trong quá trình bình luận, thường xuyên nhắc nhở người xem tải các app cờ bạc. Livestream một ván cờ bạc, kêu gọi người xem like, chia sẻ và bình luận, để lại số tài khoản. Ai thực hiện sẽ được tặng tiền thẳng vào tài khoản. Tất cả đều nhằm mục đích lôi kéo thật nhiều người tham gia. Nhanh nào. Tìm like, chia sẻ rực rỡ lên cho anh nào. Với một số người chưa chơi thì nó sẽ tò mò, một số người chơi rồi thì sẽ xem là nó có tỷ lệ ăn nhiều hơn là những trang web họ từng chơi không. Tiếp cận người chơi bằng mọi cách, nhiều người đã sập bẫy vì tò mò, vì ham mê cờ bạc. Thực ra là nãy mình thua mít tài xỉu thôi, mình xem baccarat mình bố lại chứ. Có nhiều thủ đoạn để các chủ tài khoản cờ bạc trực tuyến tiếp cận người dùng. Một trong các chiêu thức phổ biến đó là phát sóng trực tuyến hay còn gọi là live stream. Đây là cách để chủ tài khoản lách quy định của các nền tảng cũng như của các cơ quan chức năng, bởi đa số mạng xã hội đều cho phép tài khoản của người dùng dù là mới thành lập cũng có thể live stream được. Khi đó, cơ quan quản lý khó giả quét, còn nền tảng chỉ giám sát những phút ban đầu thôi. Qua khung giờ và qua khung thời gian đó, chủ tài khoản có thể mặc sức quảng bá nội dung cờ bạc mà không bị phát hiện. Mỗi phiên livestream cá độ thường kéo dài vài ba tiếng, thu hút một lượng lớn người xem, từ vài trăm cho đến vài nghìn. Thậm chí với một số kênh chuyên phát lậu các trận bóng đá, số lượng người xem có thể lên tới vài chục nghìn. Sau mỗi phiên livestream, các chủ tài khoản thường xóa luôn video, thậm chí là bỏ tài khoản. Theo các cơ quan chức năng, hình thức livestream này rất khó để có thể phát hiện sai phạm. Các cái hình thức bằng livestream hoặc là trên Messenger thì có các cái hội nhóm hoặc là các cái hình thức hình ảnh tại chỗ thì chúng tôi cũng không tài nào mà có các thiết bị, các công cụ ngăn chặn hoặc là có các cái biện pháp để xử lý ngay tại đấy hoặc xác định cụ thể là cái chủ thể đấy nó đang ở địa chỉ ở đâu. Với Facebook, nền tảng đang được rất nhiều chủ tài khoản chọn để quảng bá cho ứng dụng cờ bạc, thì hệ thống kiểm duyệt chỉ duyệt video khi livestream mới bắt đầu. Đoạn đầu thì livestream thường không có nội dung gì đặc biệt. Sau khi Facebook đã duyệt qua và bắt đầu tính tiền quảng cáo, fanpage đó mới chuyển sang quảng cáo cờ bạc. Theo một doanh nghiệp chuyên cung cấp các dịch vụ quảng cáo trên Facebook, thì những đối tượng quảng cáo cờ bạc thường chấp nhận bỏ ra một số tiền lớn để săn mồi. Chi phí để có một cái quảng cáo livestream đánh bạc ấy, thì thường là lớn. Vì sao lớn? Bởi vì họ sẽ cần chạy quảng cáo đến một tệp đối tượng vô cùng lớn. Cho nên là trong một phiên livestream có thể họ sẽ chạy hết 50 triệu hay 100 triệu một ngày, đó là chuyện bình thường. Và khi những con gà bạc khát nước xuất hiện thì chỉ cần một con bạc khát nước thôi có thể đã cân được cả một cái chiến dịch chạy quảng cáo rồi. Và những con bạc còn lại là phần lợi nhuận mà họ nhận được. Cũng theo anh Kỳ, thì hiện nay trong quá trình livestream các chủ tài khoản thường sử dụng nhiều chiêu thức để tác động vào tâm lý người xem, tạo cho họ cảm giác cơ hội chiến thắng rất dễ dàng, để kích thích những người ham mê, dẫn dụ họ vào chỗ cay cú, quyết ăn thua. Đó chính là lúc nhà cái bắt đầu thu lưới. Gần đây thì một streamer có tiếng đã tổ chức cá cược giữa hình thức đua vịt, đua chó ảo trực tuyến trên kênh của mình.
người đăng ký kênh được gợi ý là chuyển tiền nhằm đặt cược. Ngoài ra thì kênh YouTube của người này còn công khai quảng cáo cho các trang cá cược. Đây không phải là trường hợp duy nhất. Trước đó, nhiều người sáng tạo nội dung còn làm clip hài, có lồng ghép nội dung quảng cáo cho các game cờ bạc trái phép. Hình thức và quy mô các đường dây cờ bạc trực tuyến tại Việt Nam ngày càng phức tạp. Năm 2021, cơ quan công an đã phát hiện và xử lý gần 700 vụ việc, triệt phá 181 chuyên án liên quan tới hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng. Phát hiện trên 20 cổng thanh toán trung gian chưa rõ nguồn gốc được sử dụng để tổ chức đánh bạc. Nhiều đường dây đánh bạc với số tiền lớn đã bị triệt phá như Yvonne với số tiền giao dịch là khoảng 30.000 tỷ. Triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc qua trang nagaclubs.com với số tiền giao dịch vào khoảng 87.000 tỷ và trang bóng88.com là 13.500 tỷ. Dù hình thức đánh bạc có thay đổi từ trực tiếp trở thành trực tuyến thì hậu quả vẫn thế. Ham mê cờ bạc, nhiều người tan cửa nát nhà, sa chân vào con đường phạm tội, tự đẩy cuộc sống của mình đến chỗ bế tắc. Thấy xem live stream thấy người ta chơi kiếm tiền khá là dễ, mà không cần phải đi làm gì mà vẫn kiếm được rất nhiều tiền, nên là mình cũng muốn thử sức một tí. Thử sức rồi lún sâu lúc nào không biết, nhiều lần muốn dừng lại nhưng sức hút từ những quảng cáo nhan nhản ở mọi nơi khiến người đàn ông này không thể. Có những lúc mình cũng muốn dừng nhưng mà thực sự là càng lướt Facebook hay là xem gì đấy nó cũng hiện lên, nên là mình không thể dừng được. Làm cho mình muốn gỡ lại những gì mình đã mất, hoặc là mình muốn kiếm thêm tiền để mua một cái món đồ gì đấy mình thích. Tháng 4 vừa qua, một đường dây đánh bạc với số tiền trên 2.600 tỷ đồng đã bị Công an tỉnh Thái Bình triệt phá. Thông tin điều tra ban đầu, các đối tượng đã triệt để lợi dụng các trang mạng xã hội để thu hút mời gọi người tham gia. Trong số những người tham gia có nhiều người lao động có thu nhập không ổn định, hiện phải vay mượn khắp nơi để trả tiền sau mỗi lần thua. Có những người thắng, nhưng thực chất những hình ảnh đấy là chúng tạo ra để đánh vào niềm tin của người chơi là đấy có người thắng đấy, mà thắng nhiều đấy, nhưng thực tế là không phải. Đấy là những đối tượng cò mồi, dùng hình của cò mồi, đối tượng chân gỗ. Bắt đầu từ vài phút nhàn rỗi, tò mò, nhiều người đã phải gánh trên vai khoản nợ khổng lồ. Người đàn ông này đã từng có lúc tham gia đặt cược đến 50 triệu cho một ván cờ bạc chỉ vài phút. Chơi không thua, thua thì lại muốn gỡ. Trò này nó là vậy, cứ càng thua càng muốn gỡ. Không ăn không ngủ được vì lo phải gỡ hoặc là lo tiền vay để trả nợ gì đấy. Việc học hành nó sa sút đi nhiều vì lúc nào đầu óc cũng chỉ nghĩ đến cái tài xỉu ấy thôi, để kiếm tiền thôi. Mới đây báo chí phản ánh nội dung một bộ phim chiếu mạng chứa nội dung quảng cáo công khai cho website cờ bạc. Mỗi tập phim thu hút hàng trăm ngàn cho tới cả triệu người lượt xem. Là vì chơi trên mạng nên không giới hạn được độ tuổi, chỉ cần một chiếc điện thoại có kết nối internet thì ngay cả học sinh thì cũng có thể tham gia đánh bạc được như người lớn mà nếu có tiền. Điều này cho thấy nếu không có chế tài đủ mạnh để quản lý các nền tảng mạng xã hội và các đối tượng đang thực hiện hành vi quảng cáo thì hệ lụy cờ bạc trực tuyến có thể xảy ra với bất kỳ ai.